Chiều ngày 28 tháng 4 vừa qua, tại Cung Văn hóa Lao động đã diễn ra buổi lễ ra mắt câu lạc bộ văn hóa doanh nhân, tạo nên sự kết nối các giá trị thiết thực, hiệu quả. Câu lạc bộ văn hóa doanh nhân trực thuộc Ban Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ra đời theo quyết định số 33/QĐ-CVH do Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 3 tháng 2 năm 2021. Tại buổi lễ, ông Phạm Hữu Phước Huy, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định thành lập câu lạc bộ và giấy chứng nhận cho các thành viên ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm, những thành viên trụ cột dẫn dắt câu lạc bộ đã ra mắt thành viên là các nhà quản lý doanh nghiệp và các ngành nghề khác nhau. Trong đó, bà Phạm Ngọc Thanh Phương, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ truyền thông Tri Tâm, Tri Tâm Media làm chủ nhiệm. Chúng tôi đến đây với mong muốn là tạo một sân chơi văn hóa kiến tạo và là một nhịp cầu giao thương cũng như là những cái hoạt động cộng đồng mà mỗi một doanh nhân chúng tôi muốn hướng đến, với mong muốn của ban chủ nhiệm rằng là sẽ cùng chung tay để phát triển câu lạc bộ văn hóa doanh nhân ngày một lớn mạnh hơn nữa. Sự kiện ra mắt cũng đã nêu lên những cam kết để góp phần phát triển từng ban phụ trách cũng như cả tập thể tổ chức của mình. Đây cũng là khoảnh khắc ban chủ nhiệm câu lạc bộ cùng nhau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp của ban chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa doanh nhân, sẻ chia và đoàn kết trong công tác giao thương là một trong ba trụ cột hoạt động chính của câu lạc bộ, từ đó thể hiện tinh thần dấn thân và trách nhiệm của ban chủ nhiệm. Chúng ta ra mắt ngày hôm nay, phải nói đây là cái hoạt động rất là đặc biệt, là chúng ta hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, và chúng ta tập hợp những doanh nghiệp lại với nhau để cùng thực hiện cái nhiệm vụ của mình, gắn bó làm những cái hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, thể hiện cái vai trò trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với cộng đồng. Điều đó rất là đáng quý. Với bản lĩnh, nghị lực, các doanh nhân của chúng ta đoàn kết, nắm tay nhau để chúng ta có thể hoàn thành sứ mệnh của doanh nghiệp vì cái sự phát triển của mình nói riêng nhưng cũng vì cái sự phát triển của cộng đồng nói chung. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ cùng Mạnh Thường Quân, công ty cổ phần tổ chức giáo dục PTI đã trao tổng số tiền trị giá 36 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật trong chương trình Ngày hội trẻ em khuyết tật của Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 5 năm 2021. Hoạt động thiết thực này mang đậm tính nhân văn sẻ chia với mong muốn chia sẻ và động viên tinh thần học tập, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống dành cho các trẻ em kém may mắn. Với sứ mệnh đoàn kết, tập hợp và phát huy sức mạnh của các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ văn hóa doanh nhân có cùng mục tiêu, chí hướng và sở thích tham gia các hoạt động văn hóa, giao thương, cộng đồng. Với ban chủ nhiệm đầy tâm huyết và có nhiều kinh nghiệm trong từng lĩnh vực phụ trách theo mỗi ban, ban xúc tiến thương mại, ban truyền thông sự kiện, ban đào tạo, ban hoạt động cộng đồng, ban nhân sự, ban tài chính, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, câu lạc bộ văn hóa doanh nhân sẽ phát huy, lan tỏa mạnh mẽ các giá trị tích cực, nổi bật, đậm đà bản sắc trong thời gian tới, bằng nhiều hoạt động được tổ chức liên tục, xuyên suốt nhiệm kỳ 2021-2023.